Buổi sáng phòng nếp không? Đó, ở xa xa là anh ba anh leo lên tới nóc nhà anh phơi bán phòng. Họ đem ra nữa. Cái này gọc 500 đồng một ký. 500 đồng ký. Rẻ quá hả? Bao ăn? Không ăn. Không ăn luôn hả? Vậy là còn lột lần 50 ký không bà? Cô. Nhớ 80 ký. 80 ký. Đế 20 ngàn. Vậy lửa mình chậm chậm về suốt suốt luôn hả chị? 24 trên 25 không? Vừa nhà của anh bán 20 và anh mua lại của người khác 40. Tại mình hết vừa. Không, anh không có để vừa nhà về. Kiểu như vừa nhà ngoài vườn á. Xa hả? À, ừ. Còn này mình còn này người ta đem tới nhà luôn. Người ta đem sẵn tới nhà. Người ta còn dư mất thì cho nha anh ba. Nó hỏi mì mà không có động biết có cái mì nào gì cả. Mì nào? Mì 10, 15 nha. Đâu có sữa đâu, 15. Hả? Mì nó đâu có sữa đâu, 15. Khô quá lên dầu không anh? Con này gánh vàng là ngon hả? Mà dừa này 40 ngàn. Chứ hồi đó dừa mắc quá mình đâu làm nổi ha. Đổ mắc thì cái giá cao lên nữa. Hồi đợt nó nhớ 100 mấy ngàn á. Trời ơi. 104. Khúc đường Tết vậy là nó giật từ anh 106. Mình phải mua. Mua phải làm. Một mua rồi. Thì mình không mua không có làm. Nhưng mà em thấy nhầm người, người ta mua không nổi, người ta làm vừa bột béo luôn đó anh. Bột béo là ăn chắc bánh nó không ngon ra, không đẹp quá. Phải không? Chỉ hơi thơm thơm thôi. Không. Chứ chuyên nghiệp ăn biết chứ gặp mà mấy như mấy anh em ăn sao biết. Đúng. Giờ tiên tiến nha các bạn. Đó. Giờ nạo vừa bằng máy không. Xôi giò tép đây. Tiền, ủa nay quý vô tiền hả? Đâu? Mấy trưa vô. Trưa nay mắc giữ tóc rồi. Nói anh trai vô gặp Mai. Quên nói, là trưa nay có tèo là có tiền nhỏ giữ tóc. Bởi kẹo rồi gái. Chồng luôn hả Dương Hải? Ờ, dạ. Cái cân á. Ngang qua lại. Bánh hả? Cái hả? Không, hai anh chồng bánh phần ta. Không có hai anh chồng bánh phần ta. Không có hai anh chồng bánh phần ta. Không có hai anh chồng bánh phần ta. Dạ. Yeah. Anh ba giờ dứt nếp ra. Quất. Ở nhà rồi bà ơi. Quất luôn anh ba. Anh ba anh bố thì quất đi. À, các bạn thấy chưa? Lấy bàn tay già mà tay ngọc vô chích thôi. Nóng nè, tối bay nghi ngút luôn các bạn ơi. Cái này là máy nó đỡ luôn. À. Đó. Sướng em. Nhiều cái đây, sướng gì chứ? Sướng gì? Nó trở luôn. À. Nó quét thì nó trở luôn. Còn mà là mình quét tay thì nó... Nó cốt kìa. Nó cốt mẹ hồng con hả anh? Ủa mà thấy ra đâu có ai bằng ai đâu. Hả? Đâu có ai bồng ai đâu. Ừ, đó đó, anh ba qua bồng rồi. Qua qua bồng rồi. Mày vậy anh ba? Mà bây giờ con này giờ tầm bậy luôn nãy giờ nó qua nãy nói gì không có đúng chính xác chính tả gì hết trơn rồi á. Xuống có hang. Hồi xưa thì á bà... cái này sau lưng chị kìa. Đó cái cây này dầm á. Cái nè, chị chết. Cái nè. Quý ơi, chị yêu kim quý. Nè. Sơ vui lắm, thi cái chạy phớt quýt bùm bùm á. Nghe gần 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 gần, còn bây giờ là bằng máy không các bạn? À, cái này nó dặn. Cái cối luôn kìa. Đưa thấy cái chạy ốc thương cao này không? Đó, bây giờ là vừa nạo xong rồi mình bỏ vô các bạn.
Cái món này là món ngon nhất nè. Đó, vừa anh ba nạo đang bên kia nạo. Thôi sẽ có. Rồi bây giờ chị ba sẽ đổ đường vô mà muối. Nửa tiếng lấy ra. Đó, trời ơi nó đẹp như gái 18 nha các bạn. Mỗi lần vậy là mình phải thấm qua một nước cốt. Nóng không ạ? Dạ. Quen rồi. Đó, là đó là phải kêu Tú xuống mới được. Bằng tay sát, bằng tay già. Nên mình đâu có được nè. Không nào biết bóc, không biết bóc cũng được. Thấy người ta bóc chưa? Xong một mẻ, một mẻ. Cái này chỉ có trong lò để ăn ăn. Bánh còn ấm nha các bạn. Nhiều hả? Quá quý ăn con nha. Cái này bỏ. Cái này bỏ. Mày bóc ăn không nhẹ, mày sợi giấy ra mày ăn không nhẹ. Rồi sợi giấy ăn không, ăn không nhẹ không? Dạ. Nó đang giả thôi, nhóm nhai. Đang ly Hàn Quốc hả? Thấy chị ăn cái này mà tôi phơi chút chốt với ăn. Được, con cảm ơn. Trời ơi, hai quốc cho cục này là khỏi ăn cơm tới chiều luôn nha các bạn. Rồi. Cả béo quá. Là cả rồi. Là chắc đặt phải chụp à. Ngon. Chỉ trong lò mới có thôi nha. Chứ ngoài có nha. Ngoài là có ạ. Ngoài đâu có bọt đâu. Chứ lò có bọt. Quý, quay cái mặt nhìn cái buồn quá. Quý ăn cái bánh mà cũng khóc rồi nha. Mình đem em phơ đây trước hết ngoài. Em treo về cạnh hồi tôi đem ra dạ. Đem ra dạ, giờ hết chỗ rồi mà. Giờ bánh lên nút nhà, nó giờ ra này ra. Lên nút nhà này luôn đấy hả? Ừ, để nút nhà luôn, không biết hết, không đủ. Không đủ nắng, không dọc. Bánh đã cán xong rồi các bạn. Mình ra mình móc đây nè. Cái nào nó lỗi mình bỏ. Bước ra phụ mẹ đó. Ở đây. 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 Ở đ
Nó đến phòng bây giờ là mình sẽ lên nóc nhà mình phơi luôn nha các bạn. Mà hai sẽ chiền bánh lên. Này gió mình phải cột lại các bạn. Cột lại đừng cho nó phập phiều như diều. Ủa cột có hướng hả Ti? Hướng gió nào thì cột gió đó. Vậy hồi dứt ngược lại nữa rồi sao? Bậy lắm. Bậy lắm. Không biết ai móc miếng. Bánh mì hay gì vậy Cưng? Không ngọt. Bây giờ chúng mình sẽ sắp lại và đi giao. Đó, Tết ngày mình làm 24/4 máy nhiều làm nhiều các bạn. Máy tay mình á. Làm với thân hình người nào đó không? Siêu mỏng không? Hai nay nhiêu cái xinh xanh này hai. Hai ơi, hai nay nhiêu cái xương xanh này? 61 hả? 62 à. Này thấy chưa? Đời phải nhắc nữa. Trời, hỏi xong chứ quên tiêu. Trời đất ơi, tôi đang hỏi chuyện bên đây mà tự qua bên kia quên má ơi. Không có không trả vậy. 10 cái tôi về là không quên hả? Quên 10 cái chiếm lại. Dạ. Tôi hay quên, tôi đếm về cái hồi ấy lỡ. Cái này mà lỡ mà bị liệu á, đếm cái đếm tới đếm luôn đếm hoài có 10 cái rồi đếm. Nãy giờ ở nhà có đèn mà đâu có bắt. Thấy họ thấy đường không đã nó bắt đèn. Ủa thấy tôi quý cái mắt mà. Thì nó vậy thôi. Không có mà đằng kia không có. Sáng không có như vậy rồi ha. Người ta xài hợp điện. Đây có hợp điện. Đây cái nha. Ngoài đó cái. Ở ngoài. Đây cái này. Cái này cái này. Ở dưới đâu rồi nha. Đi lại coi. Đi lại coi, quay qua lại mất tiêu nữa đi. Bánh khác hả? Hả? Bánh khác. Mấy rồi mẹ nó gọi mặt ai đã. Còn như sắc dừa không? Dừa mà. Cực lắm. Khi, mà cái bát sắc dừa nhìn 20 ngàn mình mặc cái bát cũng 25. Không thấy 20 ngàn, nó thứ 20 ngàn, 25 là dày, nãy anh ba nói là do dày mỏng. Cái bánh bự nhỏ. Nhỏ, bự nhỏ. Vậy nha. À, hả, lớn tiền thì vậy hơn. Dạ. Thì chất lượng thì nó y tiền nha. Cái gì vậy với mỏng à, 25 ngàn này gái. Cái gì? 25 ngàn. Cái gì hơn? Còn cái này còn có 12 ngàn. Mình bán là 15 hả hai? Mình bỏ ra cái túi đem về ngoại, cứ bãi đi ra nằm đi gửi xe luôn, đi chở thì dưới chi mất công cực. Hay quá hả? Ừ. Hay không? Hay. Tính công đôi chuyện đây anh Trọng. Tôi đố các bạn đây là cái nồi gì nha? Cái nồi gì mà đen đen? Rồi đen đen các bạn, tôi đố các bạn luôn á. Dạ, này nước màu dừa đây nha các bạn. Đó, bây giờ mình nấu nè. Có ai yêu cầu ship luôn? 100.000 một lít chưa tính tiền phi ship. Nha các bạn. Còn bên đây là mình đang sôi nếp. Để một chút mình đem ra. Mình dập. What? Là hai nồi đây, nồi bên kia nồi nha các bạn. Dạ. Chính ơi, có đây nhận quà nè Cưng ơi. À, hai đi ngang hay cho mỗi người chụp về ăn lấy thảo được xuống đặt tiếp người thiên con. Ờ vậy là ý nó thí nó đặt qua thí đi hả, đặt qua thí thì thí xuống đây nó đặt được chứ không ai đặt không được. Đặt hết rồi. Đây là về người à. Rồi con về luôn hai ơi.
ngon gái. À, cái này cũng ngon rồi, bỏ vô em nhiều nhất biết rồi chủ mà.